Chào các bạn trên diễn đàn. Cái vụ ở cái gì đó, không phải Bình Thuận, ở cái gì nhỉ? Tổ sư bố nó đi biểu tình, nó nói là nó đi biểu tình ôn hòa mà nó mang xăng bom rồi nó đánh cái chú cảnh sát chạy cả máu mắt máu mũi ra. Tổ sư cha nó cái bọn này đem súng là bắn chết mẹ ăn đi để làm gì? Xem mà bức xúc. Đưa nó ra tử hình đi, cái bọn này để làm gì? Cái bọn này mang ra tử hình sớm ngày nào hai ngày đó. Nó đi biểu tình, nó mang bom xăng đi rồi, nó mang súng giun đi rồi, nó mang cái nọ cái kia đi đến tra tấn cảnh sát. Mới đây này, mới ở cái gì đó. Vừa xem mà tôi quên mất rồi. Đi biểu tình mà nó mang xăng bom rồi nó mang súng đạn đi, nó đi biểu tình đó, bây giờ mang ra khởi tố 9 đứa đó. Cái bọn này mang ra đi tử hình như để làm cái gì? Bọn này không nên để à? Để làm gì? Cái bọn giặc ở trong nước này tử hình sớm ngày nào hai ngày đó. Chúng mày ở Việt Nam, như chúng mày mà ở bên nước Mỹ thì chúng mày lên bàn thờ ngồi là không còn ở đấy nữa đâu. Bố láo, chúng mày đã làm được cái gì cho đất nước mà chúng mày mất dạy thế? Mẹ đi biểu tình mà mang bom xăng đi. Rồi là nó đánh cái chơi chờ cái đứa công cái chú công an nó chảy máu mồ chảy máu mắt ra. Cái bọn này để làm gì? Tử hình sớm ngày nào hai ngày đó. Nguyên nát cho nó pin sổ lại, sổ tới bên này, sổ cái gì chằng chằng là xuống xuống núi là cái củ à, sổ tới nơi bên lại cái ấm nó phang à, nó gì sổ tới nơi đi hả bác, hả lại lấy pin sổ đây là thấy lộ hậu liếc. Tôi nói cho mọi người nghe chứ tôi xem tôi rất bức xúc, bức xúc với cái bọn giặc nô ở trong nước này, mấy cái bọn này ở Việt Nam mình chứ nước ngoài á, nó tự bắn tại trận luôn chứ nó không có để cho mà đi biểu tình nữa đâu. Đó mới hôm qua hôm kia này đi biểu tình này, nó ném bom xăng vào cảnh sát rồi nó cái chú cảnh sát đó nó ném vào mắt này. Bây giờ cái bọn này để làm gì? Đưa nó ra tử hình đi, phải tử hình mới làm gương cho kẻ khác chứ không tử hình thì không bao giờ làm gương cho kẻ khác. Cái bọn này em ơi, mời lại ấy lại đi, làm sao mà lại thêm không được thế nào nhỉ? Máy là vô lao vô tuyết này. Chúng mày đã làm được cái gì cho đất nước mà chúng mày ra đi biểu tình thì chúng mày đi chống phá hoại đất nước. Lúc đéo nào cũng đi biểu tình nó nói là chống tham nhũng với tham ô với lại chống cái gì đó. Chúng mày chống cái đồng đô la của chúng mày ấy. Chúng mày chống cái gì? Chúng mày yêu đéo vào cái đất nước này. Mẹ bắt được nó tử hình nó đi để làm cái gì? Cái bọn giặc sống này. Chúng nó với mình là giặc, nó là giặc rồi, nó không phải là người Việt Nam nữa đâu. Muối ở khai xéo sang cái tiền. Ná yếu không có lại. Chờ lì ra, thấy nó bên ná đâu ra mà. Mẹ nước ngoài nó giống như nước Trung Quốc đây. Nó mang súng cho quân đội ra tử hình như mày rồi. Ở đó mà. Con tiêu là khẩu xạo à, chứ con tiêu là có thể thấy được xạo. Bố lao nó vừa rồi nó vụ nó đi biểu tình ở cái khu khu
ngã ba làm tắc đường giao thông. Rồi Hà Nội nó cũng đi biểu tình, nó đi nói là nó đi chống tham nhũng, chống cái mà bố mà mẹ chúng mày. Thì con đi mẹ mấy cái thằng đứa giặc nô, cái bọn lũ giặc. Chúng mày mà để nhà nước mà người ta thả phóng cho dân nó làm việc chúng mày, nó đem ra nó tử hình chúng mày. Để mấy ngang đây em ơi. Bố lao bố tuyết. Đang còn một cái lũ mà mang tiếng là nghệ sĩ đấy. Chế nhiễu văn hóa Việt Nam, chúng mày không đủ tư cách đứng lên văn lên khấu, mà cái bọn mà biểu tình hàng ngày này cũng thế, không đủ tư cách ở trong Việt Nam, đem nó ra bắn chết hết sạch đi, không để nó làm gì. Như này nó bên chỗ của gia chủ hai bên, nó bên chỗ cái đề tài thấy chỉ chỗ này, bên chỗ à, nó vừa hồi nãy đấy à, cái gì đấy, nó biểu tình mà nó ném bom xăng rồi nó lấy súng dùn nó bắn bắn cái chú công an nó vào mắt này này, bây giờ dính mắt đấy, nó đánh tra tấn công an, nó dùng đông người nó tra tấn người. Thì tôi hỏi mọi người, cái bọn này có phải là người Việt Nam nữa không, nó sống ở trong cái đất nước mình mà bố lão bố tuyết nó mất dạy này để nó làm gì. Bọn này cứ phải tử hình thì biết biết làm gương cho kẻ khác được, mà không tử hình là nó không có biết sợ đâu à. Cái bọn này nó không bao giờ nó hối lỗi, với nó không bao giờ nó thay đổi đâu. Hôm nay nó vào trong trại thì nó nói là nó bắt được nó thì nó bảo là nó nghe người ta xúi giục rồi nó đi vào cái con đường đó, nhưng mà nó ra khỏi tù rồi rồi là chứng nào tật nấy nó lại đi vào. Cho nên cái bọn này là cứ phải bắt tử hình chứ, để cho dân nó ra trị cho dân ra đập chết mẹ ăn đi. Nhưng mà mang danh ô rồi đi biểu tình, cái đất nước này đâu phải cái nước cho chúng mày biểu tình. Muốn biểu tình lên trên rừng lên rú ấy, biểu tình với mấy con khỉ đó. Chúng mày làm được cái gì cho đất nước, làm cái gì được cho nhân dân chúng ta? Nhưng mà chúng mày hại nước hại dân, như chúng mày yêu 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 đéo gì cái lũ chúng mày, lũ chó chúng mày chỉ hơn con chó mà đôi đũa. Lũ giặc nô trong nước này này, cái bọn ngoài nước thì không thèm nói nó làm cái gì, nhưng cái bọn trong nước này này đem nó ra tử hình hết đi. Cái bọn ăn cháo đái bát này, chúng mày chứ để cho dân nó ra ăn đánh cho chúng mày giống như bọn ăn cắp chó. Ông lý mẹ à, chúng mày mà các bạn lên mạng đấy, nhiều người đấy, bây giờ là cái bọn bọn giặc đấy đóng giả cờ đỏ ăn đóng để nó xâm nhập vào đến chia rẽ mất đoàn kết. Cho nên là những cái người mà có tiếng nói ở trên mạng ấy, mình nói lý tưởng của mình không có nghe ai xúi giục hết ấy. Không có nghe ai xúi giục mà không có đi bè đi phái với ai. Má cái lũ chó chết này. Tắt mạng này.